Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tập 21 của Đấu La Lục phần 2, Hoàng Bảo đã phách hai cái hồn hoàn 10 vạn năm trong khi thi đấu kiểm tra, khiến toàn bộ các hồn thú có mặt từ 1.000 năm trở xuống đều bị ngất. Chuyển sang tập 22 của Đấu La Lục phần 2, cùng Trường Long người trông coi hồn thú đã chạy ra chửi bới đám người Đỗ Duy Luân, dám phóng xuất vô hồn dọa hồn thú ngất. Nhưng khi cùng Trường Long biết được là do học sinh Hoắc Bảo làm ra, ông cũng không biết làm gì thêm. Sau đó Đỗ Duy Luân tuyên bố Hoắc Bảo thông qua khảo hạch, đồng nghĩa đới Hoa Bân đánh cược thua Hoắc Bảo, khiến đới Hoa Bân giả vờ ngất phọt máu mồm, để chưa phải quỳ trước mặt Hoắc Bảo xin lỗi. Nhưng em gái Chu Lỗ đã đỡ đới Hoa Bân đứng dậy, vì vậy đới Hoa Bân quỳ xin lỗi Hoắc Bảo xong chuẩn luôn, mà không dám ho he câu nào. Ở diễn tiếp theo, Đỗ Duy Luân đã mang theo Hoắc Bảo đi đến chỗ Cung Trường Long đã hẹn. Cung Trường Long đã dùng một cánh tay khổng lồ bắt lấy Hoắc Bảo, Hoắc Bảo theo phản xạ dùng quả ảnh mê tung chạy trốn, nhưng vẫn bị Cung Trường Long lôi lại chỗ mình. Hoắc Bảo bật hồn hoàn thứ nhất màu trắng của mình lên, nhưng hắn vẫn ngã xuống mặt đất. Cung Trường Long nhận xét vô hồn bằng bích đế hoàng hạt, chính là vô hồn bằng cực hàn, nhưng Hoắc Bảo mới chỉ đạt đến cấp 20. Ngoài ra Hoắc Bảo có hai vũ hồn và một thân hồn cốt. Trong cuộc trò chuyện, hai người Đỗ Duy Luân và Cung Trường Long mới biết được nguyên nhân. Hoắc Bảo có hai hồn hoàn 10 vạn năm, hóa ra hắn dùng hồn kỹ mô phỏng ra. Và Cung Trường Long khi xem xét xong cơ thể Hoắc Bảo, ông muốn tìm cho Hoắc Bảo hồn hoàn thứ hai của băng bích đế hoàng hạt. Sau đó Hoắc Bảo chào hai người Cung Trường Long rời đi trở lại chỗ mọi người. Lâm Tố Tố cùng một số người bầu kín Hoắc Bảo hỏi một số chuyện. Hoắc Bảo mới tuyên bố hồn hoàn 10 vạn năm của mình là giả, chỉ là hồn kỹ mô phỏng. Chuyển đến chỗ đới Hoa Bân, Chu Lộ đang gạ hỏi tình hình đới Hoa Bân. Đới Hoa Bân đã rời đi, và nhờ Chu Lộ nói lại với Mộc Lão Sư hắn có chuyện đi ra ngoài. Ở diễn biến tiếp theo, toàn bộ học sinh của các lớp đã trở về lớp. Vương Ngôn thông báo với học sinh, kiểm tra khảo hạch lên năm 2 sẽ tạm dừng, đội hồn thú khôi phục sẽ hoạt động trở lại. Vương Ngôn nói chuyện với học sinh còn non kinh nghiệm chiến đấu, nên Hoắc Bảo sẽ cùng học sinh luyện tập. Hoắc Bảo đã bật hai cái hồn hoàn màu trắng của mình lên, sau đó dần biến đổi hồn hoàn màu trắng thành màu đỏ bằng hồn kỹ mô phỏng, giúp học sinh chịu áp lực. Tiếp đến Vương Ngôn giảng giải chuyên sâu về hồn thú 10 vạn năm và phong ấn là có 9 hồn hoàn. Chư Tư Trần thắc mắc phong ấn là có 10 hồn hoàn không, nên Vương Ngôn giảng giải về thần cấp. Đường Tam 10 vạn năm trước là người trở thành thần với 10 hồn hoàn và chuyện của hồn thú Thâm Hải Ma Kình Vương. Sau khi kết thúc buổi học, mọi người trở về phòng của mình. Hoắc Bảo đang cùng với Vương Đồng tu luyện. Hoắc Bảo lại biết thêm thông tin Thâm Hải Ma Kình Vương gần đạt đến 100 vạn năm. Hay Thiên Mộc Băng Tầm giải thích về Cung Trường Long hình như là phong ảo la. Ở diễn biến cảnh khác, Hoắc Bảo được loan tin khắp toàn trường. Ngôn Thiếu Chiết viện trưởng cho người đi điều tra về hồn kỹ thứ hai của Hoắc Bảo. Về phần đới Hoa Bân đang ở một chỗ quân đội của Bạch Hổ Công Tước, hắn cho người tìm cách ám sát giết chết Hoắc Bảo. Trở lại chỗ Tiền Đà Đà cùng với Phạm Vũ đang nói chuyện. Họ đang chuẩn bị tiến hành kế hoạch cực hạn minh đoàn. Hoắc Bảo trở thành cực hạn minh đoàn, Hoa Thái Đầu sẽ là người tiếp đạn cho Hoắc Bảo. Và họ đang tiếp tục chuẩn bị Hoắc Bảo sát hạch thăng cấp của hệ hồn đao. Trải qua 2 ngày sau tại thú đấu trường, học sinh ban 1 đang chuẩn bị kiểm tra đánh nhau với hồn thú. Để lên lớp ban 2, đối Hoa Bân đã chặn đường hai người Hoắc Bảo và Vương Đông. Hắn muốn đánh cược một lần nữa với Hoắc Bảo. Là một mình đối Hoa Bân chấp hai người Hoắc Bảo và Vương Đông cộng điểm, bên nào thua sẽ phải quỳ xin lỗi. Hoắc Bảo và Vương Đông đồng ý luôn. Lần này có sự tham gia để chấm thi, hiệu trưởng Ngôn Thiếu Chiết hệ vũ hồn, thì Vương Đông đã gọi ra bên ngoài chọn hồn thú. Hắn chọn hồn thú trên 1.000 năm, vì vậy một con gấu thì huyết ma hùng được thả ra. Vương Đông bật vũ hồn cánh bướm quang minh nữ thật điệp có 3 hồn hoàn. Cảm ơn anh em đã xem hết video.